Các bạn đang quay trở lại với MA Channel, lại là mình đây, Hùng 20 sang thì đây. Và hôm nay là thứ tư rồi các bạn ạ, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với series hỏi gì tầm này quen thuộc của mình nhá. Để xem là với số 43 này thì sẽ có những câu hỏi gì hay và thú vị đến từ tất cả các bạn. Và trước khi bắt đầu video thì nếu bạn nào đang quan tâm cũng như đang muốn chọn mua cho mình những chiếc thoại với mức giá là tốt nhất thì có thể tham khảo ngay tại Di Động Việt nhá. Thì ở Di Động Việt thì mình thấy rằng là họ kinh doanh rất nhiều những sản phẩm như là hàng chính hãng iPhone này, Samsung này, Oppo, Realme và hàng xách tay cũng có rất nhiều những sản phẩm đến từ nhà Apple cũng như là nhà Xiaomi. Các bạn lựa chọn thì mọi thông tin mình sẽ để ngay phần mô tả video. Và hơn thế thì trong đợt này nếu bạn nào đăng ký là thành viên của MA Channel sẽ được giảm giá ngay 150.000 khi các bạn mua hàng tại Di Động Việt. Ok, còn bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu thôi. Và đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Nam 3K. Em có 2 triệu để... Và đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Nam 3K, em có 2 triệu mua điện thoại để chơi game, hàng mới cũ đều được, em cần hiệu năng, mong được lên sóng. Thì với câu hỏi của bạn thì mình thấy rằng là trong tầm giá 2 triệu mà nếu bạn cần hiệu năng có rất là nhiều lựa chọn nha. Trước đây thì rất là hạn chế nhưng bây giờ đã quá nhiều rồi. Trong phân khúc giá 2 triệu thì bạn sẽ có thể chọn mua được một số sản phẩm sau đây. Sony XZ1 với con chip 835, phân khúc giá của nó tầm là 1,8 cho đến là 2,5 triệu đồng. Tùy vào tình trạng máy, kiểu máy bị phản quang thì giá 1,8 triệu. Máy ngon lành sẽ tầm là 2,5 triệu đồng. Hay là trong phân khúc giá tầm 2 đến hơn 2 triệu đồng thì bạn vẫn có những lựa chọn khác đến từ nhà LG như kiểu LG V30 thì phân khúc giá của nó sẽ tầm là hơn 2,5 triệu đồng một chút. Ngoài ra trong phân khúc giá này thì bạn cũng có thể chọn mua HTC U11 thì phân khúc giá của nó sẽ là lân quanh là hơn 2,5 triệu đồng. Thì mình đánh giá rằng là với 3 lựa chọn này đó là những lựa chọn cực kỳ ngon về phần hiệu năng trong phân khúc giá. Khi nó sẽ được trang bị cho mình con chip đó chính là 835 và hiệu năng của con chip 835 thì mình thấy rằng là nếu như chúng ta so sánh với lại hàng mới thì gần như các đối thủ hàng mới không thể nào mà so sánh được với con chip 835 các bạn ạ, vì hiệu năng của nó rất là mạnh. Nếu bạn chơi game như tựa game như kiểu PUBG thì bạn có thể chơi được cái mức độ họa là HDR cộng với Ultra, hoặc là bạn chơi ở trong tựa game Liên Quân thì cũng có thể bật max setting với độ họa là 60fps rất là ngon lành. Đó là những lựa chọn mà mình đưa ra bạn nếu bạn đang cần hiệu năng nhá. Ngoài ra thì nếu bạn đang cần thêm camera thì bạn có thể tham khảo thêm cái sản phẩm Google Pixel 2 thì phân khúc giá của nó sẽ là tầm hơn 2 triệu đồng. Và bây giờ thì đến với câu hỏi của bạn Simi. Chào anh, cho em hỏi là điện thoại LG tầm 3 đến 4 triệu thì nên mua điện thoại nào ạ? Em chỉ chơi mối PUBG thôi ạ. Em cần thời lượng pin được tầm là 3 đến 4 tiếng ạ. Mong anh trả lời, chúc anh sức khỏe. Thì với câu hỏi của bạn, trong phân khúc giá tầm 3 đến 4 triệu, mình chỉ thấy hai cái lựa chọn tốt đến từ nhà LG thôi. Đó chính là cái sản phẩm LG G7 ThinQ cũng như là LG V40 ThinQ. Nếu như bạn muốn chơi game tầm là 3 4 tiếng liên tục thì cái sản phẩm LG G7 ThinQ nó sẽ chưa phù hợp, tại vì nó chỉ chơi game được tầm là 2,5 cho đến là 3 giờ thôi. Thế nên là nếu bạn đang cần cho mình một chiếc máy có cái hiệu năng chiến game và lượng pin tầm 3 đến 4 giờ thì nên lựa chọn cái sản phẩm LG V40 ThinQ nhá. Màn hình nó lớn hơn, rồi là viên pin nó trâu hơn giúp bạn có thể chơi game được tầm là 4 tiếng bạn ạ. LG V40 ThinQ thì và chúng ta sẽ có con chip là 845 này, chúng ta sẽ có 6GB RAM này, bộ nhớ trong tối thiểu của nó là 64GB thì khá là thoải mái cho cái việc chiến game của bạn. Hơn nữa thì với sản phẩm LG V40 thì nó sẽ có cái điểm mạnh đó chính là loa của nó nghe cực kỳ sướng luôn, rồi có rất cắm tai nghe, bạn có thể cắm tai nghe vào để có thể vừa sạc vừa chơi game cũng khá là ok. Nói chung LG V40 thì nó sẽ phù hợp nhất với cái yêu cầu của bạn. Và đến với câu hỏi của bạn Đức Xuân, giờ nên mua Mi Band 4 hay là đợi Mi Band 5 vậy anh? Em thấy hai cái cũng không có sự khác nhau quá nhiều, không biết có nên đợi Xiaomi Mi Band 5 hay không. Thì với câu hỏi của bạn thì mình thấy rằng là trong những cái hình ảnh leak ra của cái sản phẩm Xiaomi Mi Band 5 thì cũng thực sự là không có quá nhiều điểm nâng cấp so với Mi Band 4. Nó chỉ nâng cấp một chút về phần màn hình này, nó có thể là nâng cấp một chút về phần tính năng, cũng như là nó sẽ nâng cấp một chút về cái cách sạc pin. Đó là những cái tính năng nâng cấp của cái sản phẩm Mi Band 5 so với Mi Band 4. Còn lại về tổng thể thiết kế thì mình thấy rằng là nó vẫn tương tự như là sản phẩm Mi Band 4. Và nếu bạn đang muốn mua cho mình một cái vòng đeo tay ngay bây giờ thì bạn chọn mua Mi Band 4 cũng khá là hợp lý. Còn nếu bạn là kiểu như bạn có thể đợi được tầm 1-2 tháng thì nên đợi cái sản phẩm Mi Band 5 thì mình thấy rằng là chúng ta sẽ có được nhiều cái trải nghiệm mới hơn. Đó là tư vấn của mình cho câu hỏi của bạn nhé. Và đến với câu hỏi của bạn Hải Dubai. Chào anh, em có tầm 4 triệu, em hay chơi PUBG hay xem phim, em cần pin ổn, camera không quan trọng, chỉ cần màn đẹp. Anh tư vấn máy nào thích hợp đáp ứng của em. Thì với câu hỏi của bạn thì mình thấy rằng là trong vòng tầm 4 triệu thì gần như là không có một con điện thoại nào, không có một đối thủ nào có thể qua được cái sản phẩm Redmi Note 8 Pro.
nó là hoàn hảo nhất với cái nhu cầu của bạn. Nói về hiệu năng đi thì có chip Helio G90, nó vẫn cho bạn được một cái setting cực kỳ tốt, HDR cộng Ultra, Smooth cộng với Extreme, hay là chúng ta có thể chơi liên quân ở cái mức đó chính là 60fps và max setting ngon lành. Nói chung Redmi Note 8 Pro là một chiếc máy có hiệu năng có thể gọi là đỉnh nhất trong phân khúc giá 4 triệu hàng mới. Và hơn thế thì với sản phẩm Redmi Note 8 Pro, pin của nó cũng rất là ổn, viên pin 4500mAh, thì cái việc mà bạn chơi game trong tầm là 4-5 giờ liên tục là việc thoải mái. Camera không quan trọng thì thực sự là camera của Redmi Note 8 Pro thì cũng là một trong những điện thoại có camera cũng khá là tốt, chất lượng 64 chấm. Đó là cái tư vấn của mình cho câu hỏi của bạn Hải Đu Bai nhé. Bạn thì có thể tham khảo qua cái sản phẩm Redmi Note 8 Pro hàng xách tay, thì mình thấy phân khúc giá của nó sẽ rơi vào tầm là 3,8 đến là 4 triệu đồng, thì bạn có thể săn ở trên trang thương mại điện tử Shopee chẳng hạn. Đến với câu hỏi của bạn Warrobot Vision VN, con Mi Pad 4 Plus có nên mua không anh? Thì mình thấy rằng là với con Xiaomi Mi Pad 4 Plus thì mình không có đánh giá cao em nó cho lắm. Tại vì căn bản là với sản phẩm Xiaomi Mi Pad 4 Plus này, khi mà chúng ta mua để mà chiến game ấy, thì mình thấy là con chip 660 thì nó đã quá yếu trong thời điểm hiện tại rồi. Và nếu bạn mua để chiến những tựa game như kiểu là Liên Quân này rồi PUBG thì cũng không có được trải nghiệm quá ngon nữa bạn ạ. Nói chung thì nếu bạn mua cái sản phẩm Xiaomi Mi Pad 4 Plus này về để phục vụ cho những cái mục đích ví dụ như là xem phim, giải trí hay là chơi một số tựa game nhẹ nhàng kiểu 2D thì ok. Còn nếu anh em đang cần một chiếc máy try hard chiến game nặng thì thực sự là Xiaomi Mi Pad 4 trong thời điểm hiện tại không nên mua nhá. Và trong tầm tiền đấy thì bạn nên chọn mua những cái dòng iPad, ví dụ như iPad Gen 6 hay là những dòng iPad đời cao một chút thì sẽ ok hơn. Và đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Cương Dâu, anh ơi, giữa con Redmi Note 8 Pro và iPhone 6s Plus thì nên chọn em nào ạ? Nhu cầu của em là chơi stand up 2 và chế ảnh, đặc biệt là khi chơi FPS phải ổn định, mong anh phản hồi, chúc anh sức khỏe. Thì mình thấy rằng là nếu bạn đang thiêng về khả năng gaming hơn thì Redmi Note 8 Pro vẫn là một cái lựa chọn tối ưu bạn ạ. Tại vì dẫu sao thì con iPhone 6s với con chip Apple A9 thì nó đã ra mắt quá lâu rồi, và bây giờ những tựa game, cái FPS của nó không còn bật được ở cái mức cao cũng như là không còn sự ổn định tốt nhất nữa bạn ạ. Thế nên là mình vẫn nghiêng về các đáp án, đó chính là Redmi Note 8 Pro. Và hôm sau thì mình sẽ làm một cái video so sánh cái sản phẩm iPhone 6s Plus cũng như là Redmi Note 8 Pro để bạn có thể cân nhắc một cách chi tiết hơn nhá. Và đến với câu hỏi của bạn Quốc Duy Phạm, anh ơi, con Redmi Note 8 Pro xách tay với chính hãng có khác gì nhau không ạ? Thực ra thì với sản phẩm hàng xách tay và hàng chính hãng thì đều là một con máy, tuy nhiên chúng ta sẽ khác nhau về phần mềm cũng như là khác nhau về chế độ bảo hành. Ví dụ như là một con Redmi Note 8 Pro hàng chính hãng khi về Việt Nam, mức giá của nó sẽ tầm là hơn 5 triệu, nhưng chúng ta sẽ được cài sẵn ROM tiếng Việt này, đầy đủ dịch vụ CS Play các thứ, bạn chỉ việc mua về sử dụng. Và vấn đề đó chính là nó sẽ được bảo hành 18 tháng bởi Xiaomi Việt Nam. Có bất kỳ một cái vấn đề nào về lỗi thì các bạn có thể xách ngay ra đại lý của Xiaomi để được bảo hành và đổi trả một cách nhanh nhất. Còn về vấn đề hàng xách tay thì bắt buộc là chúng ta phải tự cài ROM này, tự unlock này, rồi là cài tiếng Việt thì sẽ là hơi lằng nhằng một chút. Nói chung với phiên bản hàng xách tay thì nó sẽ phù hợp với những bạn mà chúng ta dùng được tiếng Anh trong vòng 30 ngày, rồi là bạn có biết kinh nghiệm vọc vạch cài ROM Xiaomi thì có thể là nên mua sử dụng, tại vì là chúng ta sẽ mất tầm 30 ngày thì mới có thể unlock cũng như cài tiếng Việt được. Và hơn nữa thì hàng xách tay thì nó sẽ có cái điểm yếu, đó chính là nó sẽ không được bảo hành chính hãng tại Việt Nam. Chính vậy, cái việc mà chúng ta bảo hành thì sẽ hơi khó khăn một chút, phải dựa vào cái cửa hàng mà các bạn mua hàng và nhờ bên đấy bảo hành dùng cho, thì cái này sẽ tùy vào cái độ uy tín của cửa hàng nhá. Nếu cửa hàng uy tín thì ok, nếu đúng lỗi của nhà sản xuất họ sẽ bảo hành cho các bạn. Còn với một số cửa hàng tào lao các thứ thì nếu như đúng lỗi của nhà sản xuất họ sẽ kiểu bày ra đủ lý do lý cớ các thứ để từ chối bảo hành, thì thực sự cũng khá là đau lòng. Đến với câu hỏi của bạn Phạm Văn Hùng, bạn đã có hỏi mình là anh Hùng ơi, cho em hỏi là giữa Redmi Note 8 Pro, K30 5G, Samsung Galaxy S8 Plus Nhật, em cần hiệu năng tốt, dùng tầm hơn 1 năm, camera đẹp, pin trên 3K, có sạc nhanh, quay phim màn hình ổn, sóng tốt, sửa chữa dễ dàng, theo anh thì nên chọn con nào ạ? Trong tầm giá 5-5.5 triệu đồng thì anh thấy con nào ngon hơn hai con này không? Và Redmi Note 8 Pro và K30 5G xách tay có tiếng Việt không ạ? Mong anh trả lời. Bây giờ thế này, nếu bạn đang cần một cái hiệu năng tốt thì mình thấy rằng là với con Samsung Galaxy S8 Plus hàng Nhật, tức là chạy con chip 835, thì nó sẽ nhỉnh hơn con chip Helio G90T và nó sẽ nhỉnh hơn con chip là 765G. Và nếu bạn đang cần hiệu năng thì mình thấy là S8 Nhật là một trong những cái lựa chọn tốt. Thứ hai đó chính là bạn đang cần một cái điện thoại có camera đẹp, thì mình thấy rằng là nếu như xét về cái chế độ chụp ảnh tự động, toàn bộ thông số là tự động hết,
thì với sản phẩm Samsung Galaxy S8 Nhật, mình sẽ thích hơn ở cái phần chụp ảnh, các cân bằng màu sắc các thứ, và đặc biệt là khả năng quay video của Samsung Galaxy S8 Plus Nhật, khả năng quay video rất tốt, khả năng thu âm cũng cực kỳ ngon. Còn với nhà Xiaomi thì cái khả năng chụp ảnh tự động của nó thì màu sắc mình thấy là chưa được ưng cho lắm, và cái khả năng quay video của dòng sản phẩm đến từ nhà Xiaomi thì mình cũng không có đánh giá cao, tại vì mic của nó sẽ là tương đối kém. Nếu như bạn muốn có độ chi tiết cao hơn thì với sản phẩm Samsung thì nó sẽ thua so với sản phẩm đến từ nhà Redmi, đó chính là Redmi sẽ có camera 64 chấm, khi chụp chúng ta zoom lại sẽ có được nhiều chi tiết hơn so với lại S8 thì chỉ có camera 12 chấm mà thôi. Còn nói về phần pin thì pin của S8 Plus hình như là tầm 3300 đến 3500 mAh thì phải, thì nếu như so sánh với nhà Xiaomi thì nó thực sự là không bằng bạn ạ. Tại vì pin của K30 5G này, pin của Redmi Note 8 Pro là 4500 mAh, thì cái thời gian sử dụng pin này, cái trải nghiệm pin của nó sẽ nhiều hơn, dài hơn và lâu hơn rất là nhiều so với sản phẩm Samsung Galaxy S8 Plus Nhật. Rồi, và nói về cái vấn đề là quay màn hình thì mình lại thích cái sản phẩm Samsung Galaxy S8 Nhật hơn, tại vì nó là màn hình full viền, không tai thỏ, không giọt nước. Chính vậy, cái việc mà quay phim màn hình hay là các bạn sử dụng với phần màn hình thì nó sẽ là sắc nét hơn, tại vì màn hình của nó là màn hình AMOLED độ phân giải 2K, và nó sẽ giúp bạn có được những trải nghiệm là tốt hơn so với điện thoại đến từ nhà Redmi. Khi Redmi thì con thì có giọt nước này, con thì có nốt ruồi kép bên trong màn hình, nó sẽ không có được một cái trải nghiệm màn hình là hoàn hảo cho lắm. Thế nên là về phần quay phim màn hình thì mình lại nghiêng về phía điện thoại đến từ nhà Samsung hơn. Tổng kết lại thì nếu mà bạn đang cần cho mình một con máy có cấu hình vừa đủ dùng thì Redmi Note 8 Pro và K30 5G là một cái lựa chọn tốt. Nếu bạn đang cần cho mình một con máy có màn hình thực sự mượt thì K30 5G là một trong những cái lựa chọn không thể nào bỏ qua. Còn nếu bạn đang muốn có một chiếc máy pin trâu thì K30 5G cũng như là Redmi Note 8 Pro nó sẽ ăn đứt so với sản phẩm Samsung Galaxy S8 Nhật. Còn nếu bạn vẫn thích S8 Nhật thì S8 Nhật sẽ có những điểm mạnh như sau. S8 Plus Nhật thì sẽ có điểm mạnh về phần màn hình 2K, hiển thị rất là sắc nét, không tai thỏ, không giọt nước, cho bạn một cái trải nghiệm màn hình rất là hoàn hảo. Và cấu hình thì con chip 835 nó cũng sẽ là nhỉnh hơn so với con chip đến từ con Redmi 8 Pro hay là K30 phiên bản 5G. Và hơn thế, từ khả năng quay video này, sử dụng màn hình hay là sử dụng làm YouTube các thứ thì với sản phẩm Samsung Galaxy S8 Plus mình thấy cũng sẽ khá là tốt hơn. Nhưng mà có điểm yếu, đó chính là về phần pin thì bạn nên cân nhắc nhé. Pin của nó chỉ tầm là 3-4 giờ sử dụng liên tục thôi, thế nên là nó cũng sẽ không được quá trâu. Mà nếu cá nhân mình lựa chọn một trong ba lựa chọn mà bạn đưa ra thì mình sẽ chọn cái sản phẩm Redmi K30 5G, tại vì cái màn hình 120Hz nó quá khác biệt các bạn ạ, màn hình của nó quá mượt. Và trong phân khúc giá tầm 5 đến 5,5 triệu đồng mà không chọn ba cái lựa chọn này thì mình sẽ mua cái sản phẩm LG G8 ThinQ thì nó sẽ có được nhiều thứ hay ho hơn. Và đến câu hỏi tiếp theo của bạn SS iCare thì đây chính là câu hỏi cuối cùng của series hỏi đáp này. Em tính mua con Redmi Note 5 Pro giá 1,8 triệu đồng có nên không ạ? Em phân vân con Snapdragon 636 trong năm 2020 này còn ổn không ạ? Chúc anh sức khỏe, fan anh từ hồi tập kích. Với câu hỏi của bạn thì Redmi Note 5 Pro mà phân khúc giá tầm 1,8-1,9 triệu đồng thì cũng khá là đáng chọn. Con này thì có những điểm mạnh như sau, đó chính là màn hình của nó là màn hình tỷ lệ dài này, full viền và không có tai thỏ, không giọt nước, cũng khá là thoải mái cho bạn sử dụng. Rồi là cấu hình con chip 636 thì mình thấy rằng là trong thời điểm hiện tại, nếu bạn chỉ chơi game nhẹ như kiểu Liên Quân thì ok, hay là bạn chơi những tựa game như kiểu Free Red King này, hay là những tựa game mà không quá nặng thì được, nó vẫn xử lý những tác vụ khá là mượt mà. Tuy nhiên bạn chơi game nặng thì với con chip là 636 bây giờ nó không thể nào mà giúp bạn có thể try hard một cách mượt mà FPS ổn định được. Nói chung thì với con máy này bây giờ bạn mua về giải trí, xem phim, phát wifi thì cũng thực sự là rất hợp lý. Ok, đó chính là câu hỏi cuối cùng đến từ bạn SS iCare. Và như vậy thì trong video này thì mình đã cùng các bạn giải đáp tất cả là 10 câu hỏi rồi. Vậy thì các bạn nghĩ gì về những câu trả lời của mình? Nó đã chính xác hay chưa? Hay nó sai ở những điểm nào thì bạn đừng quên sửa cho mình bằng cách bình luận ở dưới video này nhá. Còn bây giờ thì review của mình xin tạm dừng đây. Hy vọng các bạn sẽ để lại cho mình một like và subscribe nếu cảm thấy video này hay và hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. Bye bye.